Đây này, tôi ăn sáng của chị mà chị cầm cái áo này về hết trời, hết trời. Nếu một quần là vừa đúng chị, còn quần đấy là bán 770 đấy, mà có hai cái gì đấy à? Dạ không ạ, không ạ. Một cân rưỡi anh.
Trời má, không biết bao nhiêu mà. 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 Trời má, không biết bao nhiêu mà.
đang rút đùm. Hãy subscribe cho kênh Hien Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
đấy, bà mua mấy quần đùi đấy, tham gia kia bà làm cái đôi quần chịp nữa về đây. Của ông tuột rồi thì bà phải mua cái này về kéo cho ông lên. Ông phải để ý cho con cái cây nha, sẽ lên được người ta đâu rồi. Trời ơi. Ôi ôi ôi. Tao đáng mà thiệt tham bằng bác. Thì bây giờ mình kéo nó lên. Đấy. Đấy. Riêng quần nhà con nhá. Đây này em. Được chưa? Úi trời ơi. Chị xin. Cắt. Làm cái quần này trẻ em 5.000 cái. 15.000 một cái nhá. Là quần nhà bà nào có trẻ em cái nhỏ 5.000 cái. Các chú bạn đi chơi. Đấy, trời ơi, nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bà, 6 bà làm 6 cái màu xanh đứng xếp hàng luôn. Ui, đẹp quá, trời ơi. Áo nam đây quá. Trời ơi. 15.000 cái thôi, cứ thế mà nhà mày thôi, không phải thúi đâu. 15.000 cái gì? Đúng không? Đây. Đây, trời ơi, 5.000 cái, 5.000 cái, tặng cái này. Ai mua ra cái, tặng cái. Cái đâu? Đấy. Có 10.000, 20.000, các chị không cần phải mặc cả làm gì hết. Một bữa ăn sáng của các chị mà chị cầm cái áo này về mặc tới mùa mùa nào cũng chưa hết áo, mặc áo mặc chưa hết luôn. Đấy thôi, đây màu xanh kẹp lông anh ăn nhau màu trắng này. Tổng ai cũng mặc được cái 20.000 đồng nguyên tem nguyên túi và nguyên bát luôn cho mọi người. Chị biết chị rộng đấy. Luôn. Một giờ lên làm. Đây này, bố bà này, xanh đỏ tím vàng đấy, bố bà làm cái đúng không? Đúng không? Bởi vì là cái áo này 20.000 thôi nha, cô nhá. Ôi, cầm ra kia giúp con. Chắc chị chờ bà thêm đúng không ạ? Cái chất này cực kỳ bát vải, bếp đây này. 6 tuổi á, bé con này được đấy. 100 chữ thôi, không phải chữ in, chị gặp chú ăn mạnh tay luôn. Trời hết trời. Đứa đi à? Nhưng mà lấy rồi không phải mặc cả. Quần ngủ á chị ơi, 10.000 đồng nào, 10.000 đồng, tiếp tiếp tiếp. Đâu, cái đấy không chạy. Cái đấy là hàng cắt. Đó, 25.000 xuống, 25.000. Cái đèn áo nó khác của quần đúng. Ôi dồi, cái đèn 100.000 một cái. Ôi trời ơi. Chú ngủ với quần cái áo và chú đưa con 30 chịu chết rồi. Dạ, dạ. Bà cái đây luôn thanh toán bên ngoài con đấy. Đấy, 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 đấy. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Một bà tầm này nó to rồi. Loại đấy là chị vừa luôn. Phủi nghĩ kể luôn em còn vài cái thôi. Nó là hàng chung đấy. Em còn vài cái thôi. Màu ghi á, chống nắng á. Camera chạy bằng cơm này nó không ghi lại được đâu mà. Nhưng mà có thể tùy đồ chơi. Cái đấy 15.000 chú. Hai quần là vừa đúng không? Nếu một quần là vừa đúng không chị? Đấy. Đây này, nếu mà ấy quá thì lấy cái 30 này này. Cái đấy là 29, cái này cái 30 này. Đấy, vừa đẹp luôn. Sao đấy chị? Dạ. Cái đấy 50 ông ơi. Cái đấy là quần vải bò nhá ông nhá. Đây là chống nắng không? Đây là quần vải đây, 15.000. Dạ. Đấy, 3 cái này 25.000 một cái. Còn quần đấy là bán 778 thanh lý nó còn 50 thôi. Thế vào đấy bà. Quần áo của em thì chi lu quay lu một cái nhá. Chi lu quay lu một cái, cô tặng cái cho một cái hay tặng một cái thì liệu cái nào. Vừa bán vừa cho nó có ai chưa rồi. Quần áo của em này chi chia một cái, cô tặng cái quay lu. Chẳng gì đây. Đấy. Các bà cứ vào xem lô tổ hết bao nhiêu thẻ của con, thích lấy nào lấy, thích nhận cái nào nhận. Mặc cái này cái chồng lại về chú Phương. Đấy. Mà có hai cái gì đây. Tối này là chồng đưa chị đưa 20.000. Ủa con áo đẹp quá. Đấy anh nào mua. Đây cái này bán thì cái này không cần hỏi giá đâu. Còn cái rẻ chứ cho. Bán là chắc chắn. Bây giờ bán rẻ chị 6.000 thôi. 6.000. Có thể cần phải tìm vệ trong tiết kiệm tiền trường. Trong trường hợp trước tình. À mà không ạ, tôi giả với cái này em không bước được. Cái này bán thanh lý thôi. Chứ không làm gì có cái giá đâu. Không còn gì gói ra đấy. Đây quần của ai chơi? Quá nhà, quá tủ, quá xe máy, quá
Đấy, chưa có bé mới khỏe rồi. Ai cắt nhiều quá đây. Quần áo về lớn thì đợi đi thôi thì nào. Chưa còn nó phải lốt nào. Buôn quần bò cho cháu, cho con cho cháu làm quần. Đấy. Cô đi các chợ ấy à? Đấy, ông làm đôi ba cái về mặc cô 15.000 cái thôi. Đấy. Cô phải ký. Ngọc Minh kia là hình như cô không đi với lại. Kẹt xem nhiều không? Không đi nữa phải không? 100.000 một cái, 25.000 một cái thôi. Đây đây, ông hay toán ở ngoài này cơ. Cái này 35.000 một cái. Có, sóc ngủ đấy này. Sóc này này. Nó có mà cái nó lẩn đi đâu mất. Nó lại dài hơn một tí. Không đi, không hành thực hiện cái chị ơi. Trời ơi. Và mua cho chồng mình con cái anh chơi. Đấy, ông lấy đôi ba cái. Tiếp đi bà, ôi trời ơi, có 25.000 bạc. Cái chuẩn về bằng cả năm. Ồ.
bên kia. Đây. Cân một cân rưỡi anh, cân rưỡi em nào. Never mind, yeah. You can do it.
Chìa khóa đây. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân.
chợ không? Chợ là ai không? Yeah.
đi chăn, hơi đi chăn. Đó nó bụt nó tắt. Hãy subscribe cho kênh Hien Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.